Một cú lừa. Bẩm quan, đợt lũ vỡ đê vừa rồi, mùa màng mất hết, nạn đói hoành hành trong nhân dân quả thực đáng sợ. Đúng là vận hạn. Các ngươi hãy thống kê hết thiệt hại để ta bẩm lên quan trên xin trợ cấp. Nhớ là không được bỏ sót gì đấy. Dạ. Lần này nếu báo cáo khéo thì có thể bỏ túi đến vài vạn chứ ít gì. Trả đi. Ủa, chuyện gì đằng kia vậy? Trả đi, sao lại lấy của tao? Của tao chứ, mày mới phải trả thì có. Phải có cái gì đáng giá thì chúng nó mới tranh nhau thế chứ. Bọn bay cãi nhau gì đấy? Dạ, bẩm quan, con bắt được con cá chép này, thằng này lại giành của con. Không phải thưa quan, rổ là của con, nên cá phải là của con. Không, của con. Không, của con. Trật tự để tao phân xử cho. Đưa con cá đây. Dạ, quan xử giúp con. Hai đứa bay, đứa thì có rổ, đứa thì có công bắt cá. Đúng ra mỗi đứa được một nửa con. Ấy vậy mà đứa nào cũng tham lam, đòi hết về phần mình. Nguyên cái tội này, tao quyết định tịch thu cả cá lẫn rổ, cho chúng bay chừa đi. Ôi, quan ơi, sao lại thế? Cá của con cơ mà. Tao xử thế là hợp lý hợp tình lắm rồi. Đúng ra phải cho mỗi đứa mấy chục roi ấy. Mới tí tuổi đầu đã học thói tham lam. Trời ơi, cá của con cơ mà. Quan trả lại cho con. Trả lại đi. Trả lại đi. Lôi hai thằng nhãi này ra. Chúng bay không biến đi, tao cho ăn đòn vì tội dám cản quan làm nhiệm vụ bây giờ. Quan phụ mẫu mà thật tham lam. Dân tình người ta nói không sai. Ông ta đúng là loại người chuyên cậy quyền thế vơ vét của dân, bất kể cái gì dù là nhỏ nhất. Hôm nay thăm đê thế là đủ rồi, mau về huyện nha thôi. Dạ. Về nhanh không cá ương mất. Của tao chứ, tránh ra. Ủa, lại cái gì ồn ào thế? Dạ, hình như là hai đứa bé lúc nãy. Lần này đừng có tranh của tao nữa, mày bỏ tay ra đi. Của tao chứ, tránh ra. Chúng bay lại lộn xộn cái gì vậy? Ôi, quan. Bẩm quan, chúng con không tranh nhau con chim cu gáy này nữa đâu ạ. Hả? Chim cu à? Chà, được bác cháu chim hầm béo ngày ăn khuya thì con gì bằng. Hôm nay đúng là hên thật. Rõ ràng tao thấy chúng mày lại tranh nhau. Để tao xem con chim nó thế nào. Ấy đừng, quan ơi, chim cu vốn nhát lại khôn lắm. Mở ra là nó bay mất ngay. Tao biết rồi, tao sẽ cẩn thận. Tránh ra cho tao xem. Không được quan ơi, chim non mới ra rạng hôi lắm. Quan đừng xem. Hả? Lại là chim non à? Hôi cũng được, bẩn cũng được. Tao phải xem đã. Tránh ra. Thôi quan ơi, đừng xem. Chim của con cứ để chúng con tự lo. Tao đã bảo để tao xem. Tránh ra. Chim của con. Chim của con. Quan đừng mở, quan đừng lấy. Lôi hai thằng nhãi này ra cho tao. Dạ. Chim của con, trả lại chim cho con. Dạ, chim cu gáy, hiếm lắm đây, mấy khi bắt được. Chúng bay lại gần đây phụ tao, nếu nhỡ tao bắt hụt thì phải chụp ngay lấy. Dạ. Phải làm nhanh, chứ không nó bay mất ngay. Ồ, cái gì mềm mềm, ấm ấm này? Đúng là chim non rồi. Phải chụp một cái thật mạnh mới được. Hả? Cái gì vậy? Chim. Hai thằng oắt con, dám lừa cả tao. Tao sẽ giết chúng mày. Chúng nó đâu mất rồi? Hả? Cá đâu? Nó lấy mất cá của ta rồi. Chúng mày còn đứng đấy mà cười à? Rõ là... Trời ơi! Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rời xa và láng mịn. Đại bàng và chim sẻ. Mát quá, ở trên cao thật là thoáng đãng. Ở cái thế giới loài chim này, có ai bay được cao như mình đâu. Thích quá đi mất.
chuyện gì mà chúng nó tụm năm tụm ba lại thế nhỉ? Nghe nói trường chúng ta sắp có cuộc thi đệ nhất bay cao đấy. Các bạn có tham gia không? Anh cũng biết sao. Cuộc thi này là nhằm để khích lệ những loài chim nhỏ như chúng ta. Tuyệt quá, tôi nhất định phải tham gia mới được. Đệ nhất bay cao ư? Thú vị đấy. Sao hắn ta lại ở đây nhỉ? Hắn ta nổi tiếng hống hách kiêu kỳ, có ai thèm giao du đâu. Chúng tôi đang nói chuyện, đâu có liên quan gì đến anh. Sao lại không liên quan? Các ngươi vừa nhắc đến tên của ta đấy. Chúng tôi đâu có nhắc đến tên của anh. Anh lầm rồi. Chẳng phải các ngươi vừa nói đệ nhất bay cao à? Trong khu rừng này, ngoài ta ra thì ai là đệ nhất bay cao chứ? Ai chẳng biết anh vừa to vừa khỏe lại bay cao. Nhưng đây là cuộc thi dành cho chúng tôi, không liên quan đến anh. Cái gì mà không liên quan? Đã là cuộc thi thì ai cũng có quyền tham gia. Các ngươi sợ ta sẽ tranh mất giải của các ngươi phải không? Nếu không cho ta tham gia, ta sẽ không để cuộc thi diễn ra đâu. Trời, làm thế nào bây giờ? Lão ta mà phá cuộc thi thì sao? Sao tự nhiên lão lại đến đây nhỉ? Các ngươi không muốn ta tham gia phải không? Được thôi, với một điều kiện, các ngươi phải thắng ta, bay cao hơn ta. Cái gì? Thắng anh ư? Anh thừa biết chúng tôi không thể đấu được với anh, sao còn ra điều kiện vô lý thế? Ta chấp tất cả các ngươi đấy. Sao, dám thi không? Sao, sợ rồi phải không? Khoan đã, tôi đồng ý thi với anh. Sao, với sức của ngươi ư? Phải, chỉ một mình tôi thôi. Đúng là không biết lượng sức. Được, ta sẽ thi với ngươi. Anh nói là phải giữ lời. Nếu tôi thắng thì anh không được tham gia, cũng không được phá cuộc thi của chúng tôi. Anh đồng ý không? Được, chỉ cần ngươi thắng, việc gì ta cũng làm. Còn nếu ngươi thua, ta sẽ không tha cho ngươi. Sao cậu liều thế? Liệu có... Mọi người hãy tin ở tôi. Bắt đầu. Đây là ngọn cây thông cao nhất khu rừng. Con sẻ non kia chắc chết rớt ở tích bên dưới rồi. Dám đấu với ta ư? Tôi đây, tôi ở ngay trên đầu anh mà. Ngươi... Được lắm, ngươi cũng khá đấy. Đây là đỉnh núi cao nhất. Con sẻ kia chắc bỏ cuộc rồi. Đây đây, tôi vẫn ở đây. Mà anh mệt rồi hay sao mà bay chậm thế? Cái gì? Thật không thể tin được. Không ngờ nó lại bay cao đến thế. Đã vậy, ta phải dốc hết sức lực. Chắc nó không tới được đây đâu. Chưa đâu, tôi vẫn ở trên đầu anh đây này. Anh bay chậm quá đấy. Ôi, tim của ta. À, là anh quá tự kiêu và hiếu thắng nên mới dẫn đến nông nổi này. Rõ là đầu đất. Chính anh cõng tôi trên lưng bay lên tới tận đây mà không biết thôi. Lão keo kiệt qua sông. Ôi, chạy mau, chạy mau, không bị sói bắt bây giờ. Chạy, muốn chạy đến chơi với các cậu thôi mà. Đừng chạy. Không, đừng chạy. Tôi chỉ muốn chạy đến chơi với các cậu thôi mà. Đừng chạy. Chúng tôi dạy gì mà chơi với ông? Đi. Chúng tôi dạy gì mà chơi với ông? Ông chơi một mình đi. Ông chơi một mình đi. Tao không có ai chịu chơi với mình. Mình đâu có ý định làm hại họ.
sói. Cậu đi đâu mà lại mang cả hành lý thế kia? Ở khu rừng này. Tại sao thế? Tôi thấy khu rừng này rất đẹp mà. Ừ, khu rừng rất đẹp. Ừ. À, tôi lại không có ba mẹ, họ hàng bảo vệ. Tôi cũng muốn chạy nhảy. Với thỏ, với khỉ, với chim. Ê, tôi thấy rất cô đơn. Thế cậu định đi đâu? Sẽ đến một khu rừng khác. Ở đó. Đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rời xa và láng mịn. Hai chú khỉ đi tìm rồng. Anh bạn là ai thế mà tôi chưa gặp bao giờ? Tôi là trâu. Anh chủ nhỏ dắt tôi đi ăn cỏ, nhưng anh ấy mãi chơi nên để lạc tôi vào đây. Anh bạn nói sao? Anh được con người dắt đi ăn mà không phải tự kiếm ăn à? Chuyện là thế này, năm xưa tổ tiên nhà tôi may mắn gặp được rồng, là một loài vật rất thân cận với thượng đế. Trông thấy họ nhà trâu chúng tôi làm ăn chăm chỉ mà lại không bon chen trong cuộc sống, nên xin thượng đế ban cho họ nhà trâu tôi một đặc ân là được con người dắt đi ăn hàng ngày. Được dắt đi ăn chẳng bù cho loài khỉ chúng tôi suốt ngày nhảy nhót tìm kiếm thức ăn mà không đủ no. Hay mình cũng đi gặp rồng, nhờ ông ấy xin thượng đế cho loài khỉ mình một đặc ân nhỉ? Ý kiến hay đấy. Ngày mai chúng ta lên đường. Chào anh Trâu nhé. Bụi quá, vừa khởi hành đã gặp xui xẻo rồi. Gì mà xui xẻo, gió táp vào mặt tỉnh cả ngủ. Ái chà, đau quá. Au. À, tự nhiên lại có đồ ăn. Đau chết thì được, còn tâm trạng đâu mà ăn với uống. Ngon tuyệt. Sao nó không thấy đau nhỉ? Đang nắng lại đổ mưa, ghét quá đi mất. Đã lâu không tắm, nay nhân dịp có mưa, làm sạch bộ lông, thần thích. Đã quá, đã quá. Tớ mệt và khát nước quá. Cả ngày nay tớ chưa được uống nước. Tớ không thích sa mạc tí nào. Và chả biết nó còn bao lâu nữa. Có lẽ tớ quay về đây. Mình nghĩ là đi thêm một đoạn nữa sẽ có nước. Cố lên chút nữa nào. Thôi, toàn gặp chuyện xui xẻo. Mệt rã rồi, tớ chịu thôi. Cậu đi tiếp đi.
em đi đâu mà chỉ tốn một mình thế này? Em đi gặp bác rồng, xin bác ấy nói giúp với thượng đế để ban cho loài khỉ bọn em nhiều may mắn và nhiều thức ăn hơn. Mùa này khu rừng ít hoa quả lắm. Chị nghe nói trên đường đi gặp bác rồng có nhiều khó khăn lắm. Năm xưa có anh thỏ cũng đi qua nơi này để tìm gặp bác rồng, mà có thấy chú ấy trở về đâu. Có khi bỏ mạng rồi cũng nên. Khó khăn á? Em đã đi được 2 ngày 2 đêm, có thấy khó khăn nào đáng kể đâu, ngoại trừ một lần khát nước. Nhưng bù lại em gặp nhiều điều thú vị, em thấy vui mà. Còn anh thỏ có khi lại được bác rồng giữ lại chơi ở xứ sở thần tiên ấy chứ. Vậy thì em đến nơi rồi đó. Ngài có phải là rồng không ạ? Đúng, cháu tìm ta có việc gì? Cháu nghe nói họ nhà trâu được bác thưa với thượng đế xin cho một đặc ân là được người dắt đi kiếm ăn. Cháu lặn lội từ rất xa đến đây, cũng muốn nhờ bác xin thượng đế ban tặng cho loài khỉ chúng cháu những sự may mắn trong cuộc sống. Cháu đã được thượng đế ban tặng rồi đó, cháu chưa thấy sao? Dạ, cháu có thấy gì đâu. Thượng đế đã biết chuyện của các cháu nên trên đường cháu và bạn cháu tới đây, người đã ban cả những may mắn và cũng đưa ra những khó khăn. Cháu là người lạc quan nên đã nhìn thấy những điều may mắn, những sự vui vẻ trên đường. Còn người bạn của cháu vì bi quan mà theo toàn khó khăn trắc trở nên không vượt qua được. Cháu được thượng đế ban tặng cho con mắt nhìn đời lạc quan. Cháu hãy về và dạy các bạn khỉ khác về con mắt lạc quan này, vì chính nó liên quan đến những vận may đấy. Ồ, thì ra là vậy. Bây giờ thì cháu đã hiểu. Cháu cảm ơn. Chuyện chú hồ ly. Chạy đến chơi với các cậu thôi mà, đừng chạy. Chúng tôi dạy gì mà chơi với ông? Ông chơi một mình đi. Chơi với mình? Mình đâu có ý định làm hại họ. Chịu chơi với mình đâu có ý định làm hại họ. Sói, hành lý thế kia. Sói, cậu đi đâu mà lại mang cả hành lý thế kia? Nhưng ở đây mọi người đều căm ghét tôi. Khu rừng này rất đẹp, nhưng ở đây mọi người đều căm ghét tôi. Vậy tại sao cậu nói vậy? Tôi hỏi cậu, khi cậu đến đó. Cái gì? Răng nanh của mình cả? Răng nanh của mình cả? Có thể bỏ lại được. Chẳng lẽ cậu muốn tôi phải bỏ? Chẳng lẽ cậu muốn tôi phải thay tim, nhổ hết răng đi à? Tuyệt đối. Tại sao lại phải để lại chứ?
răng nanh của anh rất nhọn, căm hận anh. Nếu như anh chỉ... Vậy thì hoàn cảnh khó khăn của anh vẫn... Cậu của... Con người mới là đồ xấu, đồ độc ác. Tính cách của ta thì có gì... Ta sẽ đi nơi khác. Ta sẽ kết bạn ta đến đây để cho người lát mắt. Ta sẽ... Chạy đi, chạy đi, sói đến kìa. Nhanh lên, không bị sói vồ bây giờ. Ôi, ôi, đợi em với. Quen thôi mà. Mình đã làm gì đâu. Mình chỉ muốn đến. Chạy nhanh, chạy nhanh. Thấy đói, ước gì có quả chuối kia lót dạ. À, có cách rồi. Đúng là bản chất không thể thay đổi được. Được làm vậy, mọi người ở đây sẽ ghét mình mất. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rời xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.